Dư luận đang xôn xao trước một vụ án khá hay hữu, năm thanh niên lừa người tình lấy hơn 1 tỷ đồng rồi chuyển khoản cho vợ. Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng vừa bắt giữ Lưu Mạnh Tuấn, 32 tuổi, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, chiếm đoạt tài sản. Mới đây, chị TTM, 31 tuổi, quê Yên Bái, đến công an quận Thanh Khê trình báo bị mất số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản. Trước đó, nạn nhân có cho người tình mượn điện thoại. Hôm sau, thanh niên này nói với cô gái đi khám bệnh và không liên lạc được nữa. Qua sau kê, phát hiện tiền được vào tên Lưu Mạnh Tuấn. Nạn nhân không biết rõ tên thật của người tình. Cả hai quen nhau qua mạng, hẹn gặp và ở chung một thời gian. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra bắt giữ Tuấn khi đối tượng này đang ở với một cô gái khác trong khách sạn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn khai nhận đã giả vờ đưa tiền mặt nhờ người tình chuyển khoản khiến nạn nhân thao tác trên điện thoại, làm lộ mật khẩu. Khi cô gái ngủ say, Tuấn đã thực hiện chuyển khoản 3 lần với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của mình. Vừa có được tiền, Tuấn lập tức chuyển cho vợ, chỉ giữ lại 28 triệu đồng trong tài khoản. Đến hiện tại, công an đã thu hồi hơn 970 triệu đồng.